Xin chào quý khán giả, các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chương trình Sửa xe đạp với Sài Gòn Bike Shop. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn về thắng. Trong đó mình sẽ nói về chi tiết về thắng V, thắng càng, thắng cơ đó các bạn. Nhưng mà làm thẳng như tôi, hàng ngày tôi gặp rất là nhiều người, học sinh có, người lớn có, và tuổi tiên, thanh niên, trẻ em và những người trung niên đều có. Họ đều mắc phải một cái vấn đề là thắng không ăn và bố thắng bắt không đúng kỹ thuật. Tất cả những gì tôi, kiến thức của tôi chia sẻ cho các bạn, hy vọng các bạn sẽ dùng nó và mở rộng, hiểu rộng hơn. Tôi bảo đảm với các bạn sẽ làm tốt hơn tôi rất là nhiều. Thật sự thì về thắng V đó các bạn, chúng ta không có, thật sự không có gì để nói chuyên sâu đâu. Nhưng mà nó mau mòn, nó thắng vào cái má niềng nữa các bạn. Nó mau mòn, rồi nó làm bị lệch lạc, hoặc là người ta siết ốc, nó đặt mấy cái lông đền con à, nó không đúng vị trí đó các bạn. Rồi nó bị lệch nhiều, rồi cáp bị rít, rồi là so nó chạy một thời gian, cái bên mạnh bên yếu, nó bị trục trặc rất là nhiều. Những chi tiết nhỏ thôi làm chúng ta rất là khó chịu. Trong khi đó thắng đĩa đó thì hư thì rất là khó sửa. Trên đường chúng ta không thể nào làm được, chúng ta có thể làm tạm bợ gì thôi. Còn hầu hết là chúng ta vào trong cửa hàng, vào trong shop thợ sửa thì sửa cho chúng ta. Còn thắng cơ này chúng ta có thể làm dọc đường, nhưng mà để làm cho nó nghiêm chỉnh và cho nó thắng tốt đó, thì rất là khó. Bốn mặt phẳng phải song song. Đây chúng ta nói đang nói một bánh nha các bạn, thì bánh sau và bánh trước, khi nói bánh trước và bánh sau chúng ta làm giống như nhau. Rồi khoảng cách giữa hai bố thắng và bánh xe phải bằng nhau, mỗi bên là 5 mm. 5 mm nha các bạn. Đây các bạn nhìn nha, thắng này có hai khe đây, đây là cái vành bố thắng, má thắng. Đây, hai bên song song, hai bên song song. Thì mỗi bên này 5 ly, bên đây 5 ly, cộng lại là 10 ly. 10 ly thì các bạn sẽ xem, các bạn nhìn đấy, nhìn kỹ nha. Đây, khi thắng càng chúng ta bắt vào đó, chúng ta kẹp hai cái má niềng này nè, nó sát vào nhau. Hai cái má bố này nè, vào má niềng. Thì bên đây chúng ta trừ ra 10 ly. 10 ly. Tại vì khúc này các bạn, trong đây nó có cái gờ nè, các bạn thấy không? Nhìn kỹ nha, cái gờ nè. Để khi chúng ta lấy cái bánh ra, và đó cũng là độ hở giữa bố thắng bên tay trái và bố thắng bên tay phải. Tôi nói lại nha. Trong cái thắng V đây, thắng càng, thắng V giống như nhau. Bây giờ mình nói thắng V nha, đang thắng này. Thì khi các bạn gắn thắng vào niềng thì các bạn sẽ bóp siết lại đúng không, canh chỉnh cho bốn mặt, bốn cái má này nè, hai cái má này nè, má thắng bên tay trái và má bắn bên tay phải, và hai má niềng bốn mặt phẳng song song với nhau, chúng ta thúc cáp lại siết, thì chúng ta chừa ra 10 ly, siết thúc cáp lại, thì từ ngay cái điểm con tán siết nè, chúng ta đưa ra khoảng 10 ly là 1 cm, chúng ta xả ra siết cáp vô ngay đúng cái vị trí chúng ta thêm 10 mm, 1 cm. Thì cái 10 mm đó làm gì? 10 mm đó chúng ta chia hai ra, mỗi bên đây bên 5 ly, bên đây 5 ly là 10, thì tương ứng với 10 mm đó là 10 mm này đây các bạn. Đây ngay cái gờ thắng, để tôi đưa các bạn xem nha. Đây cặp thắng, bạn thấy cái đầu này không? Các bạn thấy cái đầu này không? Đây 10 ly nha các bạn. Khi các bạn á, gắn vào, sau này chúng ta lấy bánh ra, chúng ta xả dây cáp này 10 ly. Thì 10 ly này nè các bạn, 10 ly này nè, là 10 ly này đây. 5 mm độ hở bên đây,
5 mm độ hở bên má thắng bên trái, 5 mm độ hở má thắng bên tay phải, thì ra 10 ly bên đây. Khi chúng ta thay vỏ bể vỏ thì chúng ta chỉ lấy cái đầu ra, thụt ra nè, đủ 10 ly. Thì lấy vỏ dây cáp lên, vỏ dây cáp lên, đây, vỏ dây cáp lên, lấy dây cáp ra. Còn nếu mà chúng ta làm hẹp quá đó, làm hẹp quá đó, bố thắng sẽ cọ. Hoặc thứ hai nữa, thì khi chúng ta muốn lấy cái vỏ ra để thay vỏ, hoặc là thì chúng ta rất khó lấy, tại nó kẹt các bạn, kéo ra không được nè. Thí dụ các bạn trường hao chỉ có 7 ly đi, 6 ly đi, các bạn kéo không ra hết, nó bị dướng, đúng không? Trừ ra 4 mòn các bạn mới lấy ra được. Thì tốt nhất là khi bắt bố vào chúng ta bỏ 10 ly. Tôi xin nói lại lần nữa, khi bắt thắng vào thì chúng ta canh bố mặt, mặt bố bố bên tay trái, giờ bên niền má niền, hai má niền, giờ bố bên tay phải, bốn mặt phẳng phải song song với nhau, song song với nhau. Rồi sau đó chúng ta thúc cáp lại, thúc cáp sát lại, thì chúng ta từ ốc chiếc cáp nè, chúng ta trừ hao ra 10 ly, 10 ly. Thì 10 ly này á, thì nó sẽ chia ra bên đây 50 ly, bên đây 50 ly độ hở niền, và 10 ly đó cũng tương ứng với 10 ly này, 10 ly đó cũng là 10 ly này đây các bạn. Để khi chúng ta muốn lấy vỏ ra, chúng ta chỉ thúc cái này lại, thúc còn hai cái càng thắng lại, thì cái 10 ly này nó dư ra nè, chúng ta dở lên ha, chúng ta lấy ra, là lấy bánh ra, sau đó chúng ta lắp lại. Bạn xem miếng lớn miếng nhỏ, hai mặt này thì mặt ngoài mặt trong đều bằng, nói chung là long đoàn con, long đoàn con, hoặc chúng ta gọi là long đoàn bán nguyệt, bán nguyệt, bán nguyệt lồi, bán nguyệt lõm, thì hai mặt lồi mặt lõm sẽ đi với nhau, một bên bên đây và bên kia lồi và lõm cũng phải đi nhau, là âm và dương đó các bạn. Thì mặt còn lại bên ngoài, bên ngoài hai mặt bên ngoài đó phải bằng, bên đây bằng, mặt này là dưới, dưới này nè các bạn, nhìn dưới nào, mặt dưới nào bằng nè, bằng mặt này bằng, chỉ có mặt lồi và mặt lõm hai mặt này đi với nhau, còn mấy mặt lại còn bằng, phải bằng nhau. Tương tự bên đây cũng vậy. Thì để khi chúng ta siết á, chúng ta canh góc độ nào rồi á, chúng ta đưa lên 5 độ, 3 độ, đưa góc trái, đưa góc phải. Đây, ví dụ đây. Đây, chúng ta đưa lên, đưa xuống, đưa qua, đưa lại. Chúng ta di chuyển đến khi nào cái mặt phẳng này nè, mặt phẳng này song song với mặt liền. Ha, chúng ta ra lại. Đường vòng này nè các bạn, đây nè. Đường cong của bố thắng phải song song với đường cong của vành, đường cong này đây, tại vì cái vành của chúng ta là nó là cái đường tròn, đúng không? Đường tròn thì chu vi vành là đường chu vi, là cái đường tròn, đường cong thì cái này bắt theo cái vành, mà cái vành đây chỉ có một phân thôi nha các bạn, 10 mm một phân, 1 cm. Thì bố thắng cũng vậy, và đường cong này cũng song song, tại vì cái vỏ nở ra các bạn cho này vừa bằng thôi, vừa bằng xuống dưới xíu thì nó đâm không đụng vỏ là được rồi nha. Chúng ta dùng tay canh, một tay canh xong tay này siết, còn chúng ta quen rồi đó các bạn coi nha, xem lục giác chúng ta để vô, siết nhẹ vô cho nó vừa ôm, xong chúng ta nâng lên xuống, nâng lên thế này nè, nâng lên nâng xuống nè, nâng lên nâng xuống, vừa nâng xong chúng ta bóp càng thẳng lại, bóp càng thẳng lại vô cái bóp càng vô cái bánh á cho nó gái vô, thấy nó đều, xong chúng ta lóc nhẹ một cái. Các bạn xem hai cái hình này bên đây giùm tôi, đây là thắng càng đã bắt vào vành ha, tôi lấy mấy hình này lưới trên mạng xuống để minh họa. Thì bạn xem đây, cái hình này đây, hai bên đường hai song song nè, cái này bắt đúng rồi các bạn. Còn các bạn nhìn kỹ nha, bên đây nè, bên đây nè, đầu nhỏ đầu lớn nè, đầu nhỏ đầu lớn nè,
là không song song, các mặt phẳng không song song với nhau thì thắng không em, không có đồ hít nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta để kiểm tra xem coi cái vành thợ mình á, nếu mà cái này nó hơi khó chút xíu, nếu thợ rút căm cái bánh bị lệch qua một bên trái hoặc lệch một bên phải, tất nhiên không ngày nằm ngay trung tâm, ngay trực tâm của xe đó các bạn. Các bạn nhìn nha, cái sườn này nè, cái khung cái phuộc nè, cái này chụp hình bánh trước, cái phuộc đây, đây đây, thì các bạn thấy cái càng thắng không? Càng thắng ở đây, hai càng thắng nó nằm đều không? Nó các bạn thấy rõ ràng. Cái trực tâm nó nằm đây nè. Đúng không các bạn? Các bạn chia làm đôi đây. Hai cảnh này bằng nhau nè, đúng không? Đúng không? Nè. Bằng nhau. Thì thắng rất là đẹp, bắt vô rất là đều. Còn nếu như thợ rút căm mà cái bánh lệch qua bên trái chút xíu thì cái càng này sẽ đưa ra ngoài nè, cái càng đưa ra ngoài nè. Và càng này các bạn bắt thắng vào, các bạn chỉnh cho mỗi bên 5 ly đều nhau á, thì cái bên này sẽ lệch qua bên kia. Hoặc ngược lại, cái bánh cái vành này nè rút lệch về bên phía bên bên đây nhiều quá thì càng thắng bên đây sẽ đưa về bên đây, và càng thắng này sẽ đưa về bên đây. Nhìn vô rất là mất thẩm mỹ các bạn, không có đẹp, nó bị lệch, và lúc đó các bạn chỉnh bố thắng rất là khó. Các bạn xem nha, mỗi bên bố thắng đây, con dây nè, con lông đền lớn nè, con lông đền nhỏ nè, lông đền lồi nè, lông đền lõm nè, hình bán nguyệt lõm nè, bán nguyệt lõm nè, còn hai con lồi là nằm ở giữa nè, thì con dây con mỏng nè, tùy theo sườn nha các bạn. Như sườn này nè ha, như sườn này nè, các bạn nhìn kỹ nha, đang khung này, cái đó là tùy theo nhà sản xuất nha các bạn, chứ chúng ta không có điều chỉnh được cái này. Nhà sản xuất có những nhà ta làm rộng và hẹp, các bạn xem hai con tán đây, đây tán này đây là hai con tán lục giác, hai con ốc lục giác bắt cái thắng vào cái khung vào sườn. Nếu ta làm rộng quá đó, làm đúng chuẩn á, thì các bạn xem đây, bố thắng dày chưa thắng, chưa mòn hết, bắt vô lông đền lớn, lông đền lõm, lông đền bán nguyệt, miếng lớn nằm bên trong nha các bạn. Đây, đúng không? Tương tự bên đây cũng vậy, bạn xem đúng không? Bên đây mình để về đi cho dễ, đúng không? Bạn xem đây nè, dày nằm trong, đúng không? Khi các bạn thắng mòn vào á, chúng ta tăng cáp chỉnh từ từ vô, nó vẫn đẹp, nhìn rất là hấp dẫn, nhìn rất là thẩm mỹ, và nó đều chiếc xe. Bây giờ chúng ta qua bên đây, bạn xem giữa hai con ốc này, các bạn xem nha, chắc chắn nó bị lệch nè các bạn. Cái con ốc đây nè, đây hai cái gô ra đó, để bắt cái thắng này vào đó, bắt thắng càng vào đó, thì các bạn xem cái đường tâm này nè, khoảng cách giữa bên đây nè. À, giờ đây nha, các bạn nhìn xem là các bạn cũng biết thấy là cái này đồ này nè hẹp nè, bên đây là ngắn nè, bên đây là dài nè. Cái này do nhà sản xuất người ta làm có thể lệch hoặc sai số đó, sai thành ra này hẹp quá, con này vừa, còn anh rộng quá thì khó mà thắng ha, thắng không được. Hai này bẹt ra quá nhiều quá thì thắng này nó, mà cái này ít khi nào mình gặp lắm các bạn. Hầu hết là chúng ta gặp cái này, đây hai cái này hẹp quá nè, thì các bạn xem tương tự như bên đây, miếng lông đền là lông đền bán nguyệt âm lõm đó, nằm ngoài nè, nằm ngoài nè, các bạn thấy không, hai càng cái này nè đưa ra ngoài nhiều quá, thì nó càng đưa ra ngoài nhiều thì cái lực bẫy nó cần để thắng càng cao, thì khi chúng ta bóp thắng bóp rất là nặng các bạn. Mặc dù các bạn bóp dẫn một lực đó, so thắng bên đây và thắng bên đây thì thắng bên đây ăn hơn, tại nó càng nó gần nè, lực bẫy nó thấp, các bạn bóp cái là ăn liền, còn bên đây lực bẫy nó rất là cao. Các bạn nhìn kỹ nha, bên đây và từ bên đây qua bên đây rất là cao, rất là xa,
bớt khó ăn đó các bạn. Thì trong trường hợp này, thứ hai nữa các bạn nhìn xem kỹ nha, từ bên đây cái càng thắng đưa ra ngoài nè, nó xa quá, nhìn xe nó không thẩm mỹ, rất là xấu. Chúng ta sẽ thay đổi vị trí cái con lông đền dày mỏng đây, nó đây, con mỏng này nè, bây giờ con mỏng này nè, chúng ta đưa vào trong, con lớn này chúng ta đưa ra ngoài, thì lúc đó cái càng này nè, các bạn xem góc này nha, góc này đang rất là to nè. Góc này nè, đó, dễ các bạn nhìn. Các bạn thấy chưa, rất là to. Còn trong khi đó anh này đâu có to đâu nè, anh này rất là đều nè, đẹp nè, không? Rồi các bạn thúc thay đổi vị trí giùm tôi nha, con mỏng này nè, giờ bên trong đi một cặp, nó cặp bên đây quăng ra ngoài thì thắng này sẽ giờ vô đây, lúc đó rất là đẹp và thắng ăn ăn rất là mạnh. Tôi chỉ sơ lược như đó thôi, các bạn có thấy á, những chi tiết, những kiến thức cơ bản mà tôi chia sẻ cho các bạn sẽ giúp các bạn mở rộng hơn, các bạn sẽ sửa xe và làm tốt công việc hơn tôi rất là nhiều. Chỉ có đơn giản thôi các bạn, có nhiêu đó thôi mà chúng ta không nhìn ra. Tại mấy cái con này nè, cái con lông đền con này nè, người ta không nhìn thấy được. Với những tất cả những với tất cả những kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi, rồi những thông tin tôi vừa chia sẻ với các bạn về thắng V, nó cách bắt như thế nào vừa rồi đó, bây giờ để đúc kết lại cho rõ hơn thì tôi nói, xin nói rõ thêm cái vấn đề này để cho các bạn hiểu chi tiết hơn. Là các bạn thấy cái vành đó, các bạn nhìn xem nha, cái vành thì có vành lớn và vành nhỏ, thì tùy theo như tôi đã nói là giữa hai con gạt gô này nè các bạn, trong cái sườn á, trong cái sườn ở trước, thắng trước và thắng sau thì có hai gạt gô để đưa ra cho chúng ta bắt hai cái thắng này vào nè, thì có một số nhà sản xuất họ làm nó bị lệch, không chính xác, thì lý do đó chúng ta bắt cái con này nè, các bạn thấy không nè, con lông đền bán nguyệt nè, lõm nè, nằm trong nè, bên đây cũng vậy, thì bên đây nó bị ngắn hơn nè, khoảng cách giữa hai gạt gô này nó ngắn quá. Thì trong hai cái niềng này nè các bạn, là hai cái niềng bằng nhau nha, hai cái má niềng bằng nhau, độ rộng của niềng bằng nhau, thì chúng tôi chỉ so sánh, chỉ cho các bạn thấy là giữa hai cái, một cái càng là nó quạt ra so với cái sườn này, thấy không, đúng không, quạt ra thì thằng này bị hẹp, thằng này bị dài. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu cho một cái thí dụ, nếu như cái sườn này có cái vành này bề ngang lớn hơn, bề ngang niềng này lớn hơn nè, tôi giả sử là nếu như nó là hiện tại nó là 20 mm phủ bì nha các bạn, là ở ngoài 20, thì bây giờ niềng nó lên sẽ 24 đi, tôi cho là tôi nói là hiện tại là 20, bây giờ nó lên 24 thì cái thắng này sẽ quạt ra nữa nè, đúng không các bạn, hai má thắng này chúng ta sẽ nới rộng ra, nới cáp ra, thì nó rộng ra thì nó sẽ 24 thì 22, 24 thì cũng không đến đổi, nếu mà lên tới 26 thì nó cái thắng bên đây nó sẽ trở thành cái vị trí thắng bên này đây, các bạn thấy không, nó sẽ rộng như giống như này, hai cái thắng nó quạt ra thế này này, quạt ra thì lúc đó chúng ta cũng thay đổi hai cái con này đây này, các bạn xem nha, đây con lông đền bán nguyệt này nè, lõm này nè, chúng ta đưa ra ngoài, đưa con lông đền bán nguyệt mỏng này nè, đưa vào trong, thay thế
quán đổi vị trí thôi các bạn, không có gì cả. Ngược đặt ngược lại bên đây cũng vậy, nếu như cái vành này nè, cái vành này mà nhỏ đi có 18 thôi các bạn, thì hai cái má thắng này đi vào thì chúng ta vẫn giữ nguyên hai con này nha, không có đưa ra ngoài, đúng không? Thắng này giờ thì hiện tại là 20 đi, giờ là 18 hoặc 10 bình 16 đi, bình 18 đi, 17 18 đi các bạn, thì thúc vô thúc cáp lại hai bên vô hết bao nhiêu, thì chúng ta đâu cần thay cái quán đổi vị trí hai cái lồng đèn bán nguyệt lõm này đâu, đúng không? Ừ. Vậy nha, xem như chúng ta cái bài cái đề tài chúng ta nói hôm nay về thắng V đã xong. Về thắng V để bắt thắng cho đúng á, ráp cái thắng vào cho nó đúng thì chúng ta cần những 7 bước sau đây. Bước thứ nhất là chúng ta phải khóa bánh đúng vị trí, cho bánh nằm ngay giữa, chúng ta để cho xe dựng đứng thẳng vuông góc với mặt đất, thì đây là cái hình tam giác cân các bạn. Hai cái đầu phuộc sẽ ăn đủ vào, nó gá vào hai cái đầu bên cái đầm tay đầm, thì chúng ta khóa lại thì cái bánh sẽ nghe trực tâm xe vuông góc mặt đất thì cái bánh nó đúng. Nếu chúng ta bắt bánh sai, đưa qua bên trái hoặc méo vào bên phải thì chúng ta gắn thắng vào nó sẽ bị lệch. Sau này khi chúng ta gắn bánh lại, tháo ra tháo vô gắn lại thì thắng sẽ bị lệch, nó bị kẹt, thắng không được. Nghĩa là bốn mặt phẳng song song với nhau nha. Sau đó chúng ta thúc bố lại, siết, đã xác định vị trí xong rồi đó, bóp lại siết vị trí cho đúng. Sau đó kế tiếp là chúng ta thúc cáp. Thúc dây cáp thì thúc dây cáp nhớ là đây, cái đầu này đó nó có cái gờ khoảng 10 ly các bạn, 1 cm, thì chúng ta thúc cáp xong chúng ta bỏ bên đây 10 cm, xin lỗi, 10 ly mm là 1 cm, lấy số bên đây bỏ qua bên đây, nó chia hai thì mỗi bên má thắng sẽ được 5 ly, đúng không? Rồi sau đó thúc cáp xong, siết cáp xong, chúng ta bóp thắng, bóp xong, bóp cứng thì chúng ta dùng lục giác siết hai này vào, siết vừa cứng như các bạn. Siết xong, nếu là so bên mạnh bên yếu, siết xong chúng ta kiểm tra lại coi mặt bố thắng nó có song song hay không, xong đó chỉnh hai lò xo, cân hai lò xo, mạnh á thì ngã về bên đó, dù bên lò xo bên đây yếu thì nó nghịch về bên kia, chúng ta cân nó lại, xả làm sao cho nó đều, đầu hở hai bên má thắng bằng nhau, và đầu hở hai bên má thắng bằng nhau, và hai lò xo không được nhẹ quá và không nặng quá. Nặng quá chúng ta bóp sẽ rất là nặng tay, mỗi tay, còn nhẹ quá là khi chúng ta bóp thắng nó bung trả rất là chậm thì xe chúng ta bị mất trấn. Vậy nha, chúng ta chỉnh lò xo xong, thắng xong, sau đó chúng ta dỡ xe cái di động lên, nhấc cái xe lên quay kiểm tra, thế là xong.